cảnh báo sự nguy hiểm của Bộ Công an khi Tô Lâm trở lại với quyền lực mạnh hơn. Trong thời gian 8 năm là người đứng đầu Bộ Công an, với sự dung túng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Công an và ông Tô Lâm đã trở thành tổ chức và cá nhân có quyền lực lớn nhất trong bộ máy Đảng và Nhà nước. Mọi yêu cầu của Bộ Công an đưa ra đều được bộ máy Đảng, Nhà nước đáp ứng vô điều kiện. Ông Tô Lâm nổi tiếng trong việc lạm quyền và bành trướng quyền lực cho cá nhân cũng như toàn bộ ngành công an. Mới đây nhất, truyền thông nhà nước đưa tin ngày 11 tháng 6 tại phiên họp thứ 34, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Lê Tấn Tới cho biết, đã cơ bản nhất trí về đề xuất của Bộ Công an cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được trích không thấp hơn 70% khoản tiền xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ sau khi nộp vào ngân sách nhà nước. Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến phản đối và chỉ trích mạnh mẽ khi cho rằng đề xuất này đã được chính phủ trình Quốc hội đầu tháng 3 năm 2024 nhưng bị Quốc hội bác bỏ. Sau đó ngày 22 tháng 5, sau khi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhậm chức Chủ tịch nước thì chính phủ tái đề nghị đưa nội dung này trở lại dự thảo để trình Quốc hội thông qua. Nhiều ý kiến khẳng định đề xuất này của Bộ Công an cho thấy bộ này có thể sẽ áp đặt chỉ tiêu tiền phạt với lực lượng cảnh sát giao thông. Từ đó sẽ dẫn tới tình trạng các công an viên sẽ phải tăng cường xử phạt để đạt đủ mức khoán. Khi đó, dù là lỗi nhỏ nhất hoặc không có lỗi, thì cũng bị lực lượng này tìm mọi cách tìm lý do để phạt người sử dụng phương tiện giao thông. Như vậy sẽ tạo thêm áp lực, gánh nặng cho số đông người dân cả nước. Tới đây, khi dự luật này được đưa vào áp dụng, thì chắc chắn những người sử dụng phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn nhiều hơn nữa do lực lượng cảnh sát giao thông sẽ nhũng nhiễu mạnh hơn ở khắp nơi. Hơn nữa, công luận thấy rằng chỉ hơn 3 tháng Quốc hội vừa bác bỏ rồi lại đồng ý đề xuất này đã chứng tỏ việc cho thấy Chủ tịch nước Tô Lâm nắm quyền lực bao trùm trong đảng và thúc đẩy mở rộng quyền lực của Bộ Công an. Đây cũng là kết quả của cuộc đấu quyền lực mà ông Tô Lâm và ông Bộ Công trưởng của Bộ Công an mang lại. Nhưng về lâu dài, nó sẽ tạo ra sự mất đoàn kết trầm trọng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam và ảnh hưởng tới quyền lợi của người dân. Ngoài ra, việc cho phép riêng lực lượng cảnh sát giao thông có được đặc quyền như vậy thì sẽ tạo ra sự bất bình đẳng ngay trong nội bộ của Bộ Công an cũng như giữa các bộ, ngành trong chính phủ. Tuy nhiên, đây là hệ quả của việc trước đây, vào năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đồng ý để các cơ quan thanh tra được phép trích một phần từ các khoản tiền thu hồi phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước với mức trích tối đa là 30% tổng số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước cho cơ quan thanh tra chính phủ. Công luận thấy rằng các chủ trương tùy tiện mang tính cục bộ như vừa kể trên đã tạo ra những tiền lệ xấu trong việc lũng đoạn chính sách và hưởng lợi bất chính từ người dân. Theo giới chuyên gia, điều đó có thể hiện chính sách bất hợp lý của chính quyền Việt Nam đã có sự ưu tiên quá mức với ngành công an, nhưng quá coi nhẹ các ngành giáo dục và y tế. Ví dụ, sự chênh lệch trong chi ngân sách của Bộ Công an là một minh chứng rõ ràng nhất. Cụ thể, chi ngân sách cho nhà nước năm 2024 cho Bộ Công an lên tới 173.000 tỷ đồng, trong khi chi cho giáo dục chỉ có 7.700 tỷ đồng, và Bộ Y tế cũng chỉ có 7.000 tỷ đồng. Công luận đánh giá rằng Việt Nam là một nhà nước công an trị, vốn dĩ đã lộng quyền, nên những lãnh đạo Bộ Công an lộng quyền và đứng trên luật pháp cũng là điều dễ hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin cảnh báo sự nguy hiểm của Bộ Công an khi Tô Lâm trở lại với quyền lực mạnh hơn. Vì sao Tổng Trọng vẫn cho in và phát hành sách lý luận dù không có ích lợi gì? Trên mạng xã hội trong thời gian gần đây, nhiều ý kiến cho rằng Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng luôn trong tình trạng tuổi cao sức yếu. Ông Trọng đã ngoài 80 tuổi, thời gian ở bệnh viện thì nhiều hơn thời gian làm việc, cũng như ở nhà là điều dễ hiểu. Nhưng với một tình trạng sức khỏe như vậy, việc Tổng Trọng vẫn thường xuyên viết sách và được ấn hành để làm tài liệu học tập là điều khá bất thường, nhất là mỗi cuốn sách đều có độ dày tới 600 trang. Mới nhất, tạp chí Cộng sản vào ngày 21 tháng 6 đưa tin lễ ra mắt cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bản tin cho biết, ngày 21 tháng 6, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật đã phối hợp tổ chức lễ ra mắt cuốn sách xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tham dự buổi lễ có các nhân vật: ông Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và
và nhiều lãnh đạo cấp cao khác. Cũng theo tạp chí Cộng sản, trong năm 2023, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã có ít nhất 3 lần viết, xuất bản, in và phát hành các tuyển tập chính trị, mà cụ thể như đầu năm 2023 xuất bản cuốn sách Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, cũng dày tới hơn 600 trang và có gần 100 hình ảnh minh họa. Tháng 5 năm 2023 xuất bản hai cuốn sách có tựa đề Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và Cương quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tới tháng 11 năm 2023, xuất bản cuốn sách có tựa đề Cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Cuốn này cũng dày hơn 600 trang với gần 100 hình ảnh minh họa. Chưa hết, tới tháng 2 năm 2024, truyền thông nhà nước cũng đưa tin về lễ ra mắt hai cuốn sách mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo giới thiệu của Ban Tuyên giáo Trung ương. Những cuốn sách này được Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành và xuất bản ra mắt công chúng. Công luận thấy rằng người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm cuối đời cũng đã có những biểu hiện lạm dụng in và xuất bản quá nhiều sách lý luận với số lượng hàng chục nghìn ấn bản cho mỗi đầu sách là điều hết sức lãng phí. Đồng thời, công luận cũng đặt câu hỏi sách chống tham nhũng của Tổng Trọng in ra cho ai đọc. Facebook Kim Văn Chính, nguyên giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, viết trên trang cá nhân nhận xét bóng gió như sau. Theo báo chí đưa tin, sách 900 trang nhưng được viết trong 27 tháng. Tổng Bí thư viết nhanh như vậy là rất giỏi. Đọc tin, tôi cứ thấy tác phẩm này rất giống bộ ba tác phẩm vĩ đại của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô. Viết cũng khi về già. Giống nữa là sắp tới các sinh viên chắc phải học tập cướp bơ là theo lời của đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nói vậy. Làm tôi nhớ lại, xưa tôi cũng được học bộ ba tác phẩm của lãnh tụ Brezhnev kính mến, nhưng giờ quên hết rồi. Mới đây nhất vào ngày 21 tháng 6, giáo sư Abuja trong bài bình luận với tựa đề Khất sĩ Thích Minh Tuệ mang đến sự tương phản đáng hổ thẹn cho giới lãnh đạo Việt Nam. Khi nhận xét về Tổng Trọng, ông đã viết như sau. Chiến dịch đốt lò chống tham nhũng cũng mang đến những thiệt hại lâu dài cho hình ảnh của Đảng. Chiến dịch này phơi bày sự thật không lấy gì làm vui vẻ. Đó là không chỉ có một hay hai con sâu trong lãnh đạo cấp cao, mà tất cả 100% đều dính dáng đến tham nhũng. Để rồi sự thật về các nhà lãnh đạo cấp cao lần lượt được phơi bày ra trước công chúng. Bên cạnh đó có nhiều ý kiến cho rằng Tổng Trọng lấy tiền ngân sách để mà đánh bóng tên tuổi của mình và quan trọng hơn sẽ mang lại cho ông Trọng một khoản tuyển nhận bút không hề nhỏ. Đó là chưa kể chi phí cho việc tổ chức các buổi lễ ra mắt sách rầm rộ và rất tốn kém. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Vì sao Tổng Trọng vẫn cho in và phát hành sách lý luận dù không có lợi ích gì. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm